là đội đánh áo lay. Đánh đầu tiên, số học, số tự nhiên, cấu tạo, phép tính. Phân số, khái niệm, tính chất, so sánh. Các phép tính với phân số, phân số. Số thập phân, khái niệm, cấu tạo, so sánh các phép tính với số thập phân. Đánh thứ hai, hình học gồm có các hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình mẫu chữ nhật, hình lập phương, hình phương, hình cầu. Đánh thứ ba, đại diện gồm có thể tích, thời gian, khối lượng, độ dài, diện tích. Đánh thứ tư, giải toán, tỷ số phần trăm, tổng tỷ hiệu, tỷ lệ nghịch, tỷ lệ thuận trên mặt đề. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rồi.